Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn các bạn cách kết nối khi các bạn bị mất bút hoặc hỏng bút. Để các bạn mua một chiếc bút S Pen cho Samsung Galaxy Note 9 mới thì các bạn sẽ phải kết nối lại, vì là như các bạn biết thì cái bút S Pen này thì nó có tính năng là kết nối Bluetooth với điện thoại. Đây là chiếc Samsung Galaxy Note 9 và theo máy thì nó có cái bút theo máy của nó thì nó đã kết nối sẵn với cả chiếc Galaxy Note 9 rồi. Thì khi mà được kết nối thì các bạn chỉ cần nhấn giữ cái phím này thì cái máy ảnh sẽ được bật lên và các bạn có thể chụp ảnh. Đã, các bạn có thể chụp ảnh hoặc là chuyển máy ảnh từ trước ra sau. Tất cả thao tác trên cái phím bấm trên này hết. Khi các bạn bị mất bút hoặc là gãy bút, hỏng bút thì các bạn sẽ phải thay một chiếc bút mới. Và đây là một chiếc bút mới của bút S Pen mới cho Samsung Galaxy Note 9. Thì khi các bạn thay cái bút S Pen mới thì các bạn sẽ phải cài đặt lại. Thì việc hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cài đặt cái bút S Pen mới này. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ đút cái bút S Pen mới vào chiếc Samsung Galaxy Note 9. Sau đó thì các bạn vào phần cài đặt. Các bạn có thể search cái từ S Pen. Sau đó các bạn các bạn vào S Pen đó. Ok. Sau khi các bạn vào S Pen thì các bạn vào cái mục điều khiển từ xa S Pen. Sau đó thì các bạn vào cái mục vào cái ba dấu chấm ở góc bên phải màn hình, ở góc bên trên phải màn hình đó. Kích vào đấy ạ. Và các bạn nhấn vào đặt lại S Pen. Thì ở trên màn hình điện thoại của bạn sẽ hiển thị là đang kết nối với S Pen của bạn và quá trình này có thể mất một lúc. Thì các bạn chờ để nó kết nối với cái bút S Pen mới. Thì sau khi nó kết nối được với cái bút S Pen mới thì quá trình kết nối giữa bút S Pen mới và điện thoại của bạn đã thành công. Đấy, các bạn chờ một lát ạ. Ok, đã kết nối. Sau khi kết nối xong thì nó sẽ hiển thị lên chữ khả dụng và cái phần trăm pin ở đây. Đây là 100% đấy ạ. Thì khi đấy thì các bạn lại có thể sử dụng cái bút S Pen mới. Bút S Pen mới của các bạn. Các bạn lại có thể sử dụng để sử dụng các tính năng, ví dụ như là chụp ảnh. Đấy, lại sử dụng bút S Pen mới một cách bình thường. Ok, vậy thì cái thao tác kết nối bút S Pen thì khá là đơn giản. Thì cái video này bên mình phụ kiện Samsung sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối bút S Pen mới cho Samsung Galaxy Note 9. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.